I want to buy this item. But how do I know about the size, the quantity and the weight? Can you help me? Và xin chào mừng các bạn đã đến với phần video tiếp theo và trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái cách để hỏi cũng như là trả lời về cái kích cỡ này, về cái chiều cao, về cái cân nặng ha và số lượng khi mà chúng ta muốn mua một cái sản phẩm nào đó nhưng mà chúng ta không biết là nó có thực sự phù hợp với cái không gian cái diện tích của cái nơi mà mình đặt nó hay không bởi vậy nên ở trong bài này thì bạn sẽ được thực hành cũng như là luyện tập với những cái câu hỏi về kích cỡ về số lượng rồi là về cân nặng bạn nhé you ready ok here we go Đầu tiên, chúng ta có thể hỏi về kích cỡ như sau. What is the size of this dress? À, cái chiếc váy này thì cỡ thế nào? What is what is the size? Size là cỡ ha. What is the size of this dress? Đó, bạn có thể thay thế từ this dress thành một cái món đồ khác ha. What is the size of this dress? Hay bạn cũng có thể hỏi một cách khác thay thế. Do you know the size of this dress? Bạn có biết cỡ của chiếc váy này không? Do you know the size of this dress? Do you know the size of this dress? Và nếu như bạn không biết thì bạn nói I don't know. Tôi không biết. I don't know. Tôi không biết. Tiếp theo, bạn có thể hỏi về chiều dài. How long is the table? Cái bàn này thì dài bao nhiêu? How long? Long. Đó. Chúng ta biết là gì? À, ngắn là short và long là dài. How long là dài thế nào? How long is the table? Cái bàn này dài bao nhiêu? và bạn có thể trả lời It's 140 cm long và nó dài là 1 m 4 It's 140 cm long Ok à, Mình cần thay cái số liệu thôi Còn cái cấu trúc là S cộng với lại cái chiều dài cộng với từ long À, nó dài 1 m 4 It's 100 40 cm long. Và nếu như muốn nói về đó là cái độ sâu ha thì chúng ta dùng từ in length cũng là một cái cách để chúng ta nói ha. Ví dụ it's 20 meters in length. Ví dụ như nó sâu 20 m. Đó. Ví dụ bạn sẽ hỏi what about the length of the river? À, vậy thì cái độ sâu của con sông này như nào nhỉ? What about the length of the river thì bạn sẽ trả lời it's 20 meters in length nó sâu 20 mét đấy rồi hỏi về chiều rộng thì mình dùng từ wide how wide is the table cái bàn này rộng bao nhiêu how wide is the table và nếu như hỏi về cái bề rộng của con đường tuyến phố thì mình sẽ dùng từ broad how broad Is the street? À, cái con đường này thì bề rộng thế nào? hoặc là How broad is the lane? hoặc là cái từ lane nó là con ngõ thôi, đó. Con đường rất là nhỏ thôi. Thì cái con đường nhỏ này thì rộng bao nhiêu? Ừ. How broad is the lane? Tiếp theo nếu hỏi về độ dày thì hãy dùng How thick is the jacket? À, cái áo khoác này thì dày thế nào? How thick, 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 how thick is the jacket? cái áo khoác này dày thế nào. mình hỏi về chiều cao thì hãy dùng How tall is the table? cái bàn này cao bao nhiêu? How tall is the table? Tall. hoặc bạn cũng có thể hỏi cách khác là How high is the table? How high is the table? Còn nếu mà nó to thế nào thì mình hỏi là how big? How big is the car? Chiếc xe ô tô to thế nào nhỉ? How big is the car? Và khi trả lời bạn muốn so sánh thì hãy dùng It is bigger or smaller than à, Nó to hơn hoặc là nó nhỏ hơn cái gì đó Đúng không ạ? Đó, ví dụ như là gì? It's smaller than the house nó nhỏ hơn ngôi nhà đấy, okay? Is bigger than tức là to hơn cái gì đó nha. Còn is smaller than thì là nhỏ hơn cái gì đó. Hỏi về số lượng ví dụ thường chúng ta hỏi là lớp bạn có bao nhiêu người, nhà bạn có bao nhiêu người thì mình sẽ hỏi là how many people are there in your family? đó, nhà bạn có bao nhiêu người? How many people? đó có bao nhiêu người? Đó. Are there ở đó in your family. Hoặc ở lớp thì mình hỏi how many students are there in your class. Lớp bạn có bao nhiêu học sinh? How many students are there in your class. Rồi mình hỏi về cân nặng how much does it weigh? À nó nặng bao nhiêu? How much does it weigh? Đó nó nặng bao nhiêu? How much does the camera weigh? Ở cái chiếc máy ảnh nặng bao nhiêu? How much does the camera weigh? Khi đấy thì bạn sẽ trả lời It weighs 2 kilograms À, nó nặng 2 cân đấy It weighs 2 kilograms Kilograms hoặc là nếu như nó rất là nặng đấy thì bạn sẽ nói là Is very heavy Nó rất nặng Ok Is very heavy Còn nếu mà nói nhẹ thì bạn nói Is light À, nói nhẹ thôi Is light Light Ở đây chúng ta thấy là nó là gì ạ? À, nó giống như ánh sáng đúng không? Nhưng mà nó cũng có nghĩa là nhẹ nha Hoặc nó cũng có nghĩa là nhạt nha Ví dụ mình nói là cái màu nào đó mà nó nhạt thì ví dụ như là light blue tức là màu xanh nhạt đó. Ok. Còn ở đây trong trường hợp này nó là nhẹ. is light. À nó nhẹ thôi. Và nếu trường hợp mà hỏi về cái cân nặng của bạn đúng không ạ? Đấy, how much do you weigh? Mà cái cân nặng của bạn nó rất là nặng và bạn muốn nói là tôi đang đó là gì À, à muốn giảm cân thì bạn sẽ nói là I want to lose weight. Còn nếu trường hợp cái cân nặng của bạn mà nó nhẹ và bạn muốn tăng cân thì bạn nói là I'm gaining My weight à, Tôi đang tăng cái số cân nặng của mình lên I'm gaining my weight Còn muốn giảm thì hãy nói là I want to lose weight Rồi à, Như vậy thì ở trong video này Bạn đã biết thêm những cái cách nói Và hỏi về kích cỡ này Có thể là chiều cao, cân nặng Đó, độ sâu, bề rộng Rồi cái số lượng Đúng không ạ? Khi mà chúng ta có muốn hỏi thêm những cái thông tin chi tiết về những cái sản phẩm hay những cái món đồ mà chúng ta mua. Và nếu như bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên bấm nút like, comment và chia sẻ cho mình biết là bạn đã học được những cái điều tuyệt vời ở trong cái bài học này nhé bạn nhé. Đó chính là những cái nguồn động lực để mình tiếp tục cho ra những video tiếp theo. Alright, enjoy your learning. See ya.